Trong các ngày từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 12, đội cảnh sát giao thông công an huyện trên cơ sở bám sát kế hoạch trong tuần, tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện và lập biên bản 63 trường hợp vi phạm luật khi tham gia giao thông, ra quyết định xử phạt hành chính 31 trường hợp, tước giấy phép lái xe 2 tháng 2 trường hợp, nộp thu ngân sách nhà nước gần 24 triệu đồng. Những ngày qua trên địa bàn huyện xảy ra một vụ va chạm giao thông thuộc địa phận xã Trường Lâm giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 47C09398 với xe ô tô biển kiểm soát 51C76814, hậu quả làm hư hỏng hai xe ô tô. Đây cũng là dịp diễn ra lễ Noel, vì vậy đội cảnh sát giao thông công an huyện đã xây dựng phương án tăng cường tuần tra kiểm soát, phân luồng giao thông, giải quyết ùn tắc tại đoạn cầu Đò Bè, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.